Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, thế là người Việt Nam thì phải đứng lên. Hưởng ứng lời kêu gọi của người, những chàng trai đất tổ đã hăng hái gia nhập những đoàn quân để cùng xẻ dọc Trường Sơn cứu nước. Ngày ấy, Đền Hùng, mảnh đất cội nguồn dân tộc, từng chứng kiến biết bao lễ xuất quân. Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, riêng tỉnh Phú Thọ, vùng đất địa linh nhân kiệt này đã đóng góp hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm bằng 1/3 tổng lương thực cung cấp cho các chiến dịch và hơn 130.000 thanh niên từ các bản làng nhập ngũ bổ sung cho các đơn vị. Hàng triệu dân công hỏa tuyến vận chuyển hàng hóa ra mặt trận, góp phần cùng cả dân tộc làm nên những chiến thắng vĩ đại. Cũng từ trong khói lửa chiến tranh đã xuất hiện những anh hùng được sinh ra trên quê hương đất tổ huyền thoại. Mảnh đất địa linh nhân kiệt này, ngày 19 tháng 9 năm 1954, đã chứng kiến lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong trước khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Lời bất hủ của người mãi là ngọn nguồn sức mạnh cho hôm nay và mai sau. Với những chàng trai 18 đôi 10 vừa mới hôm nào rời ghế nhà trường, hôm nay mang trên mình màu xanh thân thương, vinh quang trong hàng ngũ. Trước các bậc tiền nhân, mắt rực cháy, sức trẻ đầy khát vọng như muốn tìm và hiểu sâu hơn nữa về quá khứ xa xưa, nguyện một lòng vượt qua những khó khăn thách thức tủa ban đầu quân ngũ, đoàn kết, đồng lòng, vượt nắng, thắng mưa, cùng nhau cống hiến thật nhiều, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào. Nối tiếp truyền thống vẻ vang và trang sử vàng của dân tộc để không hổ thẹn mang trong mình dòng giống Lạc Hồng. Qua buổi tham quan cùng với các ông, các bác, hội cựu chiến binh, tôi cảm thấy được sự khắc nghiệt của chiến tranh và sự đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, của các ông, các bác. Qua đó, trong thời gian công tác, tôi muốn càng phải cố gắng, phấn đấu hơn nữa. Để tiếp nối truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng của lực lượng vũ trang quân khu 2 và truyền thống hào hùng của quân dân Tây Bắc, phải bắt đầu từ con người, những cán bộ, sĩ quan trẻ được đào tạo cơ bản trong các nhà trường, học viện, phải tiếp tục được bồi đắp, xây ước mơ, hoài bão và ý chí vươn lên, hướng tới những giá trị chân thiện mỹ với lý tưởng cao đẹp. Đồng chí Tăng, tay cao. Để rồi những sĩ quan trẻ này chính là hạt nhân trong rèn giũa, giúp đỡ bộ đội ngay từ giờ phút ban đầu bước chân vào quân ngũ. Trước đây tôi cũng đã từng đi nghĩa vụ như các đồng chí ở đây. Tôi rất là hiểu về tâm lý, tương tư nguyện vọng của các đồng chí. Với những hiểu biết và những sự từng trải như thế thì tôi đã đưa ra nhiều biện pháp để đơn vị lúc nào cũng phải ổn định nhất. Mục tiêu chính của tôi là về đây để rèn luyện và cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và về để làm nguồn cán bộ cho địa phương. Sau này tôi hoàn thành nhiệm vụ về địa phương thì tôi sẽ cố gắng động viên thanh niên để đi xung phong, đi bộ đội để trở thành người chiến sĩ cổ hủ. Để tuyển chọn được những thanh niên thực sự ưu tú,
có đủ phẩm chất, sức khỏe. Nhiều địa phương trên địa bàn quân khu 2 đã vượt qua những khó khăn do thực tế nhu cầu cuộc sống. Mỗi công dân lên đường nhập ngũ được nhận một gói quà trị giá trên 1,6 triệu đồng. Đặc biệt và đối với các đồng chí là hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn thì huyện tặng thêm mỗi một suất quà mỗi đồng chí là trị giá 2 triệu đồng. Đây là thể hiện cái tình cảm của cấp ủy chính quyền địa phương và của cả hệ thống chính trị. Để động viên thanh niên nhập ngũ, huyện chỉ đạo ngân hàng chính sách rà soát toàn bộ những lực lượng thanh niên xuất ngũ, tạo điều kiện cho vay vốn bằng tất cả các chương trình, như đặc biệt là cái chương trình hỗ trợ việc làm. Bằng những chủ trương, giải pháp sát thực tế, phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự từ tỉnh đến cơ sở, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ vinh dự, trách nhiệm của tuổi trẻ, hăng hái lên đường nhập ngũ bổ sung cho quân đội và công an, tiếp tục gánh vác trọng trách nặng nề nhưng rất đỗi vinh quang. Chúng ta tập trung để tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, đặc biệt là những thanh niên mà tình nguyện, viết đơn tình nguyện để lên đường nhập ngũ và có khát vọng để cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Và thứ ba là chúng ta tuyên truyền để làm rõ giá trị, ý nghĩa to lớn khi tham gia quân đội và rèn luyện trưởng thành trong môi trường quân đội. Từ những chủ trương, giải pháp đã và đang được các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả. Vì thế, trong số hơn 10.000 thanh niên nhập ngũ năm nay, có gần 4.000 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tuổi đời từ 18 đến 21, hơn 87%, trên 50% có trình độ trung học phổ thông, trong đó 3,2% trình độ cao đẳng, đại học, trên 5% là đảng viên, tăng 152% so với năm trước. Các địa phương đều tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho tân binh và gia đình các tân binh. Tôi xin hứa, trong suốt quá trình 2 năm rèn luyện và học tập trong quân đội, tôi sẽ hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ mà quê hương giao phó. Lá còn xanh như anh đang còn trẻ, lá trên cành như anh trong đoàn quân. Hành trang chiến sĩ không chỉ là ba lô, áo quần và đồ dùng cá nhân, mà hơn cả là nghĩa, là tình, là những cái ôm siết chặt tình thân, là ánh mắt trẻ thơ, là tình sâu của vợ và những nụ cười rạng rỡ trước lúc người thân lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, là những lời hứa với cấp ủy, chính quyền, nhân dân rằng chúng tôi sẽ phấn đấu noi gương lớp người đi trước để cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng đất nước mỗi ngày thêm phồn vinh, để nhân dân có cuộc sống hạnh phúc. Đó chính là mục tiêu của Đảng, niềm khao khát của nhân dân. Mau lên đi, hỡi các anh trai làng. Mau lên đi, hỡi các anh trai làng. Anh em Phú Thọ mai đỉnh nhá. Con được 10 tháng rồi, con trai con gái? Cháu con gái. Con gái đầu lòng là tốt đấy. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về thì tiếp tục sinh con trai. Vào đây thì tôi được các đồng chí quan tâm, tận tình giúp đỡ. Hôm qua tôi đã được gọi điện cho người thân và gia đình. Và vợ con đã được đã dặn vợ con rằng là ở đây chúng tôi có các đồng chí sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Vào đây mặc dù rất nhớ người nhà, đặc biệt là người yêu, nhưng xung quanh tôi có rất nhiều đồng đội. Chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ạ. Một, hai, ba, bốn là một chế độ đầu tiên trong ngày của người chiến sĩ ngay khi báo thức. Qua những ngày luyện tập, các động tác dần trở nên quen thuộc. Để rồi luyện tập thể dục buổi sáng và hoạt động thể thao buổi chiều sẽ nâng cao sức khỏe bộ đội để cùng nhau thực hiện tốt quan điểm người trước, súng sau. Cùng với các hoạt động thể thao, cuối giờ mỗi buổi chiều,
các chàng trai trẻ vừa mới hôm nào còn được bố mẹ quan tâm chăm sóc và chưa một lần cầm đến cuốc đến xẻng. Nhưng khi vào bộ đội, tất cả lại vui vẻ nhiệt tình cùng nhau tăng gia trồng cây, chăm sóc vườn hoa, tiểu cảnh, góp phần xây dựng ngôi nhà chung mỗi ngày thêm đẹp hơn. Quân đội là vậy, người đi trước có bổn phận hướng dẫn giúp đỡ người đi sau. Mỗi cán bộ, quản lý, chỉ huy bộ đội phải hiểu được những sở trường, sở đoàn của từng chiến sĩ. Tôi ở Vĩnh Phúc, tôi đã trồng hoa cùng bố mẹ rồi. Hôm nay tôi lên đơn vị mới, tôi sẽ cùng các chiến sĩ làm cho các vườn hoa này sẽ tươi đẹp hơn ạ. Cá là một này, thịt gì? Thịt vịt là hai này, đậu là ba này, rau. Ăn có ngon miệng không? Có. Có no không? Có. Đấy, cán bộ có ăn cùng với công chí không? Có. Cán bộ có dẫn công chí xuống nhà ăn không? Có. Nếu tất cả các đơn vị đều làm tốt công tác tư tưởng, biết quan tâm chăm lo cho bộ đội bằng những việc làm nhỏ nhất từ bữa ăn, giấc ngủ và tạo những sân chơi bổ ích giúp bộ đội bớt đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Đặc biệt hơn cả là sớm đón nhận được những tình cảm và sự quan tâm của đội ngũ cán bộ, những người anh, người cha, người chú đi trước ngay từ những ngày đầu, để môi trường quân đội sẽ là ngôi nhà thứ hai của mỗi người. Đây sẽ là cơ sở để cấp trên hiểu cấp dưới. Mỗi chiến sĩ mới cũng đều hiểu về điều kiện, hoàn cảnh, quê tôi, quê bạn, hiểu về dự định tương lai mai này. Và đây cũng chính là cội nguồn của tình đồng chí, để những ấn tượng và hình ảnh đẹp về bộ đội Cụ Hồ sẽ mãi lắng sâu trong tâm trí mỗi người. Thực tế cho thấy, những năm qua, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã có nhiều giải pháp để bồi đắp xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là sự đòi hỏi tất yếu, có tính nguyên tắc trong xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu, để mỗi quân nhân luôn có bản lĩnh thép, có động cơ phấn đấu đúng đắn, làm cho mỗi thanh niên khi trải qua môi trường quân ngũ phải thấm nhuần sâu sắc, phải ăn sâu trong tâm trí, biến tình cảm yêu nước thành tình yêu với nghề nghiệp, cho dù được trưởng thành trong quân đội hay là những cán bộ cốt cán ở cơ sở, ở các cơ quan dân chính đảng và những công dân tốt trong các loại hình lao động, từ đó tích cực rèn luyện, phấn đấu, không nề hà trước khó khăn, gian khổ, mang hết lòng nhiệt huyết và biến ước mơ, hoài bão thành ý chí vươn lên để cùng hướng tới lý tưởng cao đẹp, để quân đội mãi là trường đại học tổng hợp, mài giũa ra những con người xã hội chủ nghĩa, không có tư tưởng thỏa mãn dừng lại hay giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, lối sống buông thả, ý thức tổ chức kỷ luật kém, suy giảm về đạo đức hoặc nói không đi đôi với làm. Đây chính là cơ sở để khẳng định việc nhập ngũ vào quân đội vừa là trách nhiệm, vừa là vinh quang của tuổi trẻ, yếu tố căn cốt chiến thắng trước những diễn biến phức tạp của tình hình, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.